trong quyển giao thi nhá. Chào hệ thống Messenger. Chào sóng mình xem. Được nhé Nguyễn Gia Huy. À, cho anh Đinh Sang. Chào anh Phú Lưu. Chào Châu Nguyễn nha. Chưa anh ơi, em đang tìm. Cảm ơn nhé hệ thống Messenger. Đăng Quân khen thịt hay là khen giả tạo ấy nhờ. Chào Thủy Vũ nhá. Hiện em đang sống ở Gia Lai nhá, tin này không biết. Chị chào em Quân Lê. Chào Sang Ngô nhá, chào Huy Nhất. Mình ở Gia Lai nhá bạn Sang Ngô. Chào An Hoàng. Chào Huy. Chưa, đang tìm người mới này anh ơi. Chào Trung Dũng nhá. Được thì Vũ ơi. Chào Dũng Lăng Tử. Thì xã mới tìm mà gần tìm chi. Ở gần thì nhiều lắm, Văn Võ Hoa nhá. Chào Kẻ Đa Tình. Ok, hệ thống Messenger. Chào Minh Long nha. Đúng rồi, em ở Nghệ Tĩnh anh ơi. Em 25 anh. Em ở huyện Yagarai anh. Được nha Phù Lưu. Chào Hà Lê nhá. À, người dân lái là dân góp. Cảm ơn Quỳnh Trần. Em gái ở Gia Lai nha anh. Chào cậy Đa Tình. Minh 94 bạn ơi. Chưa anh Hoàng. Ok anh. Chào Nghĩa Trần nha. Chào làm lại từ đầu nha. Được ấy. Em chưa có nào nha.
Bắc Ninh xa lắm anh. Chào bố tướng. Đấy, người ở Việt Nam anh ơi. Chào Thái Duy nhá. Xa mà em đang muốn tìm người ở xa. Không bằng người khác đâu nha, làm lại từ đầu. Ok, Trần Hồng Lĩnh. Chào Kỳ Lu nha. Xa. Xa nhưng mà cũng phải biết sơ sơ anh ơi, xa mà nơi mình không biết đến thì cũng hơi khó. Ok Hương Nguyễn. Cảm ơn nha Nguyễn Hữu Tiên Vũ. Được nha Trung, Mỹ Trung. Em ở Gia Lai nha Tâm Nguyễn. Em ở Hà Tĩnh nha anh Huy. Em tin nhắn nhanh quá em đọc không rõ. À, chào Trương Hoàng nha. Cảm ơn như kia lũ. Ở đâu em chiếu hết anh. Miễn là xa chỗ em ở là được. Em cũng muốn biết dần dần từ đấy này. Em lại ở Hà Tĩnh nha Thùy Vũ. Anh biết cả bọn cán lộc luôn hả Huy? Em ở Hà Tĩnh ra chứ không phải ở Nghệ An ra nha anh. Được nha Hồ Văn Cường. Chào quân khổng lồ nha. Anh giỏi tìm hiểu đấy Huy nhỉ. Ok chồng ngon hấp. À cũng gần nha trai Hò Đào. Cảm ơn nha Hoàng Long. Lại gặp anh Bằng. Ok chào anh Bằng nha.
Không, mình ở Căn Long bạn ơi. Chào Kiên Lê. Hai bốn nhất trên cái tụi em ở Hà Tĩnh nha, xinh xắn. Cảm ơn nha Phạm Ngọc Thanh. Em ở Can Lộc anh. Em đang nói chuyện với mọi người. Cảm ơn anh nha. Hồi còn nhiều lắm anh về Đình Cường ơi. Bắn thế kia luôn. Hai bộ nhấp vào một tay. Anh 705 nhưng mà em ở B1 cơ. Hiện giờ em đang ở Gia Lai anh ơi. Ở Cánh Long nhé Huy. Mà anh hỏi lúc nào mà em không biết nhỉ. B11 anh Băng. Không bằng gái ở miền Tây đâu anh. Ok, thỏng anh xanh à. Chào Trần Đông. Hơi gần anh Văn. À, Cán Lộc. Sơn Lộc. Nhờ. Sơn Lộc nha Huy. 24 nha Biển Nắng. Hà Tĩnh nhé Hương Nguyễn.
đại được tâm sự. Họ và chia rất mân chi. Chào anh Hùng Nguyễn nha. Cảm ơn nha Thông Phạm. Cảm ơn Như Hương Nguyễn. À, nó cũng không dễ thương con gái miền Tây đâu nhá Kim Lu. Vẫn thua miền Tây nhiều. Xóm chín nghe chưa Huy? Giờ làm bàn đấy mình vẫn đường mất cái luôn. Chào Ngọc Thiên nhé. Cảm ơn nha Trương Trần Đăng. Chào nha Trần Thảo Nguyên. Nguyễn Văn Hiệp. Sao biết 705 vậy? Đấy không biết chắn đường đâu nha Hề. Cà phê nào anh Bằng? Tối nay tháo hôm mà thức mở cửa cho bố về luôn lý về. Hôm nay phải bắt dậy mấy lần. Không nhá Huy ơi. Ừ. Dạ không anh Bằng. Ờ, quán đấy chắc là nằm ngoài 705 chứ trong này cũng có nha anh. À Vos ra lại sống nó làm lại từ đâu? Mình vô sinh sống trong này nhá Kỳ Lê. Công Lâm.
ở rửa mà cũng đòi làm rể à? Chê dân Sơn Lộc chặn đường mà cũng muốn làm rể Sơn Lộc hả Huy? Đang đi ra chế thì tránh nhá, chế vẫn cứ tới. Lập nghiệp trong này nhá bạn. Đừng có làm liều cái chết sớm nó Huy ạ. Cảm ơn Nikki luôn. Dạ vâng, để em sắp xếp thời gian xem sao đã nha anh Văn. Cảm ơn nha Công Lâm. Chào Tổng Giám Ca nha. Chào Bảo. Hà Tĩnh con chấp nhận được không nhỉ? Mất gốc Hà Tĩnh rồi nhỉ? Chín bốn nhé, làm lại từ đâu? Chào Hoàng Văn Dũng. Không, mình làm rồi bạn ơi. Phải vào tận ra lái rượt đấy nhá Huy. Thế thì cố gắng chịu khó vào ra lái rước nha. Rồi tí để em ra đồng ý kết bạn nhé, trông nó hấp. Sóc Trăng, nếu Sóc Trăng chấp nhận Hà Tĩnh nhá bạn. Cái này thì mình cũng không biết nữa nhá kia luôn. Hai bốn nhá Biển Nắng. Chào Thanh Nguyên. Chào Bảo. Thế có đồng ý
Đồng ý thì phải nhảy vui ra lái rồi về cho Huy. Gia Lai Nha Lâm tỉnh Đức. Chiều nhanh thế, trung tinh chưa cảnh mùi ha. Rồi gửi lời mời kết bạn đi, tí nữa mình inbox nói chuyện nhé Huy. Cam Lộc nha anh Thế Tinh. Từ giờ là bình tĩnh ở cảnh buôn. Em ở Can Lộc nghe anh bảo được nhé, buôn tìm một tối chưa kilo. Gia Lai gần quá, đơn cô đời cô đơn ơi. Thế mà nhiều người bảo khó nghe anh. Cán Lộc nha anh Thế Tinh. Chào anh Thủy nha. Sau này về con cười nhiều hơn đó anh ơi. Ok lớn nha người Văn Thị. Ở Gia Lai nha Thị. Em chụp vẫn chưa thấy tim của anh nó nằm ở đâu như hết nha anh Thìn mà. Xin lỗi nha, làm lại từ đầu. Xin lỗi nha anh Thế Tinh. Một nửa của mình nhỏ lắm. Có nhận được không kilo? Ok anh Thế. Cảm ơn Mạnh Nguyễn nha. Gia Lai nha anh Bảo. Chào Trung Vũ. Ok Kilo. Sờ mất dép cũ rồi mình mua dép mới anh Huy.
mất dép cũ, ta lại có dép mới đeo chứ sợ gì. Chào Mai Nguyễn nha. Cảm ơn Trung Vũ nhiều. Sao lại cười hả, làm lại từ đâu? Ok anh. À, mình ở Gia Lai nhé Mai Nguyễn. Em ở Gia Lai Nhân Trân. Bốn Thủy ơi, có cái hành lang nhà là ngủ tốt lắm rồi anh ạ. Sớm không có hành lang nhà để mà ngủ á. Giữ đi Trung Vũ. 94 Mạnh Nguyễn ơi. 24 gần 25. Cho nó 25 đi. Không phải khiêm tốn đâu anh, mà chắc là chữ nó chưa ra hết á. Rai nha, đơn đời cô đơn. Chào Hà Trinh nhé. 94 nhé Mạnh Nguyễn. À, cùng gần mà. À, người ta gọi là hàng xóm của nhau ấy. Vâng. Chứ không phải của em, trả lại phải của người ta Huy. Gia Lai nha Trung Vũ. Ok, đời cô đơn. Tế kết bạn nha. Có duyên thì mình chắc chứa con nợ mọi người ạ. Đúng thôi, làm lại từ đâu. Em hà tỉnh nha tin má. Chào tình. Vâng. Ok Huy, tí nữa ra em chấp nhận inbox nhá. Coi thử inbox được đến đâu. À, làm dấu hàng xóm ấy hả? Kỳ lúc. Chào Đại Phan nha. Chào anh Tư Tuấn.
Vâng, gấu lớn lắm anh ơi. Chào Khánh Lê nhá. Chưa nhá Thìn Ma. Xa. Em đâu nỡ chặt chém anh hả anh Huy? Dao em không có cầm sẵn ở đây. Khi nào em cầm sẵn dao ở đây thì khi đấy mới gọi là em chặt chém nhá. Chào Đào Triền à, em ở Gia Lai nha Khánh Lê. Ok anh, không cần phải đăng ký đâu anh ạ, cứ thế mà làm vào thôi, biết đâu hợp. Chào ra ngồi nha. Đúng rồi, cái gì à, cái lúc chào đại gia kính nha, không phải xin mà cô không phải xin slot làm gì đâu, gia kính thời buổi này lên hiện đại lắm nhanh đi, còn có cả tóc giả nữa đấy, em chưa thử mua tóc giả đôi lần nào. Dạ mẹ, tí nữa con viết không sao, tí nữa mẹ cứ đếm xong đề đó con, tí nữa ra con viết. Cảm ơn nha Kilo, chào Nguyễn Tụ Quang à. Chiều.